Thưa quý vị, sáng nay, ngày 18 tháng 11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Lương Quyển Bình Triết đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Tại buổi thăm, thường trực thành ủy đã trang trọng chúc mừng ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các cán bộ mặt trận các cấp, đồng thời đánh giá cao những thành tích mà mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác giám sát phản biện xã hội, tiếp thu lắng nghe ý kiến, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, hỗ trợ người dân trong các đợt dịch Covid-19. Thường trực thành ủy bày tỏ mong muốn mặt trận thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.